Đây là buổi phát thanh đọc sách giữa trưa. Đọc sách giữa trưa. Bánh khảo kẹo lạc. Trích trong Hà Nội 36 phố phường của Thạch Lang. Đi với bánh đậu còn có các thứ bánh khảo và các thứ kẹo lạc, kẹo vừng. Về bánh khảo hoặc nhân hạt sen, đậu đen hoặc đậu xanh thì hiệu Cự Hương là nhất. Ngày trước hiệu Ngọc Anh có tiếng khắp kẻ chợ thôn quê. Nhưng từ ngày Cự Hương ở tỉnh Đông dồn lên thì ngôi bá chủ đã thay người. Trong khi Cự Hương mỗi ngày một tiến bộ trong cách tìm tòi, khiến cho bột bánh được mềm dẻo, nhân đậu được nhuyễn trong và cách trình bày được sạch sẽ tinh tươm, thì Ngọc Anh nằm ngủ trên cái danh vọng cũ của mình, uể oải bán hàng cho khách. Hiệu đó hình như giàu rồi, mà người Việt Nam mình phần nhiều giàu có rồi thì không hay cố nữa. Đó là cái tật chung của người mình, khiến cho không có một công cuộc nào phát đạt được lâu dài, cả từ trong cách buôn bán cho đến những công nghệ khác. Thế mà Ngọc Anh còn thứ kẹo lạc ngon, ngon vì mùi vani cho vừa phải, vì cái giải vừng vừa chín, không hăng sống và cũng không khét cháy, và nhất là đường của kẹo không dính răng. Cái ngon đó tôi cho cũng là một sự tình cờ. Ngay chính nhà hàng bán có lẽ cũng không biết rằng hàng của mình ngon hơn hàng khác. Vì ta thử vào mua của hiệu đó mà xem, chẳng có ai săn đón mời chào khách. Nhà hàng thản nhiên và dửng dưng như không cần bán. Mua hay không đều tỏ ý không cần. Nếu ta dục lắm, bấy giờ mới có hai cậu nhỏ quần vải áo nâu quệt tay vào tà áo, rồi thò vào lọ bốc kẹo, gói vào mảnh nhật trình cũ. Nếu ta có mua 5 xu hay 1 hào, ấy là hồi giấy còn rẻ, chứ bây giờ... Thật là đáng tiếc. Ồ, sao sự cố gắng ở nước này không được lâu bền nhỉ? Hiệu Cự Hương phát đạt một độ, giờ xem ra hình như cũng đã có những triệu chứng, tuy chưa rõ rệt, của một sự mệt mỏi chảnh mảng rồi. Mà tài làm bánh của mình cũng không phải là kém cỏi. Cái thứ bánh dẻo trung thu của Cự Hương không kém gì bánh của Tàu, và các thứ bánh kem của Việt Hương không thua gì bánh của Tây. Ta chỉ còn thua cái trí, cái cố gắng nữa mà thôi. Nghĩa là còn thua nhiều, nhiều lắm. Cho nên ngày Tết Trung Thu, thấy người Việt Nam xô nhau đến mua bánh nướng của Đông Hưng Viên, chen đẩy nhau như họp chợ và chịu khó chờ đợi hàng giờ, nghe những câu vô lễ và nhìn cái vẻ không cần của mấy chú bán hàng, chúng ta chớ nên lấy làm lạ vội. Người Việt Nam mình, nghĩa là ông với tôi, nhẫn nhục và kiên nhẫn cũng nhiều lắm. Về thành phố xa xôi, ánh đèn răng mắc muôn nơi, áo màu tung gió chơi vơi. Hà Nội ơi, phố phường dài ánh trăng mơ, liễu mềm nhủ gió gây thơ, thấu trăng lòng khách bơ vơ. Hà Nội ơi, những ngày vui đã ra đi, biết người còn nhớ nhung chi, hết rồi giây phút phân ly.